chưa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến. Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu, nghĩ trong lòng rằng chủ tôi về muộn, rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa, chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, ông sẽ xé xác nó ra và cho nó chung số phận với những kẻ giả hình. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, ngày nay ai cũng công nhận rằng cuộc sống con người thật bấp bênh. Sống đó rồi chết đó. Thi sĩ Nguyễn Công Trứ đã từng thốt lên rằng: Ôi nhân sinh là thế đấy, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chim bao, có thể qua đi bất cứ lúc nào. Còn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì đã từng nói: Cuộc sống như là chốn trọ mau qua, con chim ở trọ cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn, môi sinh thì trọ người sinh, duyên dáng thì trọ đôi chân thúy kiều, tôi nay ở trọ trần gian, mai sau cũng về xa xăm với người. Ông bà anh chị em rất thân mến, chúng ta sẽ có một cuộc hẹn trở về với Thiên Chúa. Ai trong chúng ta cũng muốn sống đến tuổi già, nhưng không biết liệu có được hay chăng. Con người phải trở về với Thiên Chúa, trở về nơi mình phát xuất ra. Thiên Chúa dựng nên chúng ta sẽ về với Ngài. Có một ngày về như thế đó, cho nên tin mừng ngày hôm nay Chúa muốn mời gọi chúng ta. Theo đề nghị của Chúa, chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng. Hình ảnh của một ông chủ muốn người đầy tớ mình trung tín. Hình ảnh Chúa đến giống như một kẻ trộm. Sự so sánh đó chúng ta không dám nhắc thêm nhiều, bởi vì Chúa không phải là kẻ trộm, cho bằng Chúa là một người cha, một ông chủ thực sự đối với chúng ta. Khi Ngài đến với chúng ta bất cứ lúc nào để gợi nhớ cho chúng ta một tình cảnh, một tình hình của cuộc sống, một biến cố đương đại mà chúng ta đang phải đối diện. Đối diện giữa cảnh tang thương chết chóc, giữa đau khổ, giữa nỗi buồn, giữa mất mát, chúng ta cần tình thương của Chúa thi thố trên chúng ta nhiều hơn bất cứ lúc nào. Cũng vậy, chúng ta cần lòng thương xót của Chúa thương đến chúng ta, thương đến anh chị em của chúng ta,
thương đến người Việt Nam, thương đến nhân loại mà Thiên Chúa đã dựng nên trên toàn thế giới này đang gặp phải đau khổ, khốn đốn và tan thương. Thế nhưng, thế nào là sự tỉnh thức mà Thiên Chúa muốn? Thiết nghĩ sự tỉnh thức mà Chúa đề nghị chúng ta sáng hôm nay, đó chính là bổn phận của chúng ta. Bổn phận của chúng ta, đó là bổn phận làm người, bổn phận làm người Kitô hữu. Và trên hai bổn phận căn bản làm người, làm Kitô hữu, thì chúng ta còn có bổn phận làm con cái, làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm linh mục. Phải sống xứng đáng, phải trọn vẹn với ơn gọi của mình, với cương vị của mình, cũng như với chức vụ của mình hay là trách nhiệm của mình. Thế nhưng không dễ để chúng ta chu toàn bổn phận để gọi là sống tỉnh thức ngày hôm nay. Khi chúng ta thiếu vắng một tình yêu ở trong cuộc đời của mình, hay nói khác hơn, chúng ta không sống tình yêu. Và một tình yêu không phải chỉ dựa trên cảm tính, mà theo ý của Thiên Chúa, một tình yêu phải được lượng giá bằng sự trung tín. Trong tin mừng ngày hôm nay, người đệ tớ trung tín và khôn ngoan, Chúa đã đặt lên coi sóc. Chúa đã ban cho như là một người quản gia để gìn giữ những gì mà Chúa trao gửi. Phải chu toàn, phải gìn giữ và phải sinh lợi, giống như tin mừng Thánh Luca hay tin mừng Thánh Marco cũng nói trong một ý giống như Thánh Matthew. Tuy nhiên, gợi mở cho chúng ta những nén vàng, những nén bạc mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người, phải sinh lợi nó, phải làm cho nó trở nên dồi dào, phong phú và trổ sinh hoa màu sung túc. Chúng ta đang nhìn thấy hay đã nhìn thấy hoặc sẽ còn thấy nữa những đau đớn, những hình ảnh nhức nhối ở trên những trang mạng, ở trên những tấm ảnh hay những lời nói xuyên qua tai chúng ta. Anh chị em chúng ta đang gặp khốn đốn, đang phải đau khổ, cần đến sự nâng đỡ. Sáng hôm nay chúng ta cần cầu nguyện cho nhân loại, cho anh chị em của mình vượt qua những khó khăn. Và rồi, theo như lời Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, Ngài đã nói với các linh mục hay trong bài nói chuyện, bài giảng vừa qua cách đây không lâu. Chính Đức Cha đã kêu gọi, cầu nguyện cho các cấp lãnh đạo ở trong đất nước của chúng ta sáng suốt để đưa ra những đường hướng chỉ dẫn cho toàn dân trong nước sống yêu thương và nâng đỡ nhau, cũng như có một cách xử lý xứng hợp cho một đất nước đang cần đến sự nâng đỡ và sẻ chia. Bởi vì biết bao nhiêu người đau khổ, bệnh tật dưới nạn COVID, hay là bao nhiêu người đang thiếu thốn cái ăn, cái mặc, cái khác, cái đói. Và chúng ta có thể làm điều gì với lời cầu nguyện mà chúng ta vừa nhắc nhớ nhau? Một chút có thể khi chúng ta chia sẻ, bởi vì đó chính là lời kêu gọi hay là lẽ sống của người Kitô hữu chúng ta, là phải sống bác ái yêu thương. Chúng ta xin Chúa ban ơn của Ngài dồi dào, nhất là sự an ủi, nhất là sự nâng đỡ trong những giây phút mà chúng ta đang gặp phải những khó khăn khốn đốn thật sự.